Phần 4 Tìm hiểu Samatha và Vipassana Tiến sĩ Nana Mala Bivansha Thiền định Phật giáo nay đã được nhiều người trên khắp thế giới biết đến với nhiều đánh giá khác nhau. Có người xem đó là kỹ thuật ổn định tâm lý như một kiểu trị liệu y học nhằm chữa lành những hội chứng tâm lý như âu lo, căng thẳng, mất ngủ, thậm chí suy nhược thần kinh. Chỉ có một số rất ít người xem đây là pháp môn tu tập dẫn đến cứu cánh giải thoát khỏi mọi hình thức tồn tại trong cuộc đời vui ít buồn nhiều này. Chúng ta không bàn chi đến gốc tích lâu đời của pháp môn samatha vốn đã có từ trước thời Đức Phật mà nay dấu vết sự tích còn lại hầu như chẳng còn gì. Trong khi đó, thứ Samatha được nhắc đến trong kinh Phật như là định học và Vipassana là tuệ học đã được nhiều người hôm nay biết đến và gọi chung là thiền định Phật giáo. Muốn hành trì thiền định Phật giáo thì yêu cầu tối thiểu và tiên quý của một hành giả là phải biết rõ Samatha và Vipassana là gì. Samatha là gì? Samatha là sự tập trung tư tưởng vào một đối tượng tức đề mục nào đó để từ tình trạng tập trung tinh thần này những chướng ngại tinh thần như đam mê hay bất mãn, lười biếng, hoang mang, bất ổn được lắng dịu hay biến mất giúp tâm ta trở nên an tĩnh hơn. Ta phải nhận rằng cái tâm của mình nói chung là của mọi người hầu như không thể nào không có vấn đề khi ta tiếp xúc với một thứ trần cảnh nào đó trong đời sống thường nhật, ngày hay đêm. Do vô minh, tâm ta dễ lên sự thích thú, mến thương hay sợ hãi, bất mãn mà không bao giờ chịu khách quan trung thực và bình tĩnh sáng suốt để ghi nhận mọi sự một cách vô tư và an toàn. Có nhiều lý do để tạo nên cái vô minh đó nhưng nói gọn nhất thì khi không có định học tức samatha thì người ta không thể trấn áp phiền não ở mức tương đối được còn muốn xóa sạch chúng một cách tuyệt đối thì chỉ có một con đường duy nhất là thấu hiểu chúng một cách triệt để qua con đường quán chiếu vipassana sự tập trung tư tưởng chỉ là nhốt phiền não lại không chỉ chúng một cách tạm thời trong ít lâu mà thôi nhưng giá trị của Samatha không chỉ có vậy, vì chúng còn là nền tảng tuyệt đối quan trọng cho loại thiền định thứ hai của Phật giáo là Vipassana. Đây chính là mối tương quan giữa định học và tuệ học trong giáo lý tam học của Phật giáo. Vipassana là gì? Nếu định nghĩa rốt ráo trên cả khía cạnh ngôn ngữ lẫn giáo lý thì Vipassana có nghĩa là sự quan sát qua nhiều góc cạnh đặc biệt. Đặc biệt ở đây là sao? Là thấy ngược lại kiểu nhận thức thông thường của thiên hạ trong thế giới này khi họ cho rằng có cái đẹp, bền, vui và tin cậy cái gọi là quyền sở hữu. Qua cái nhìn của một hành giả tu tập Vipassana thì không một thứ gì trong đời này có được những khía cạnh vừa nói ý. Nghĩa là qua cái nhìn tỉnh táo và trung thực nhất thì sự hiện hữu của mọi thứ ở đời luôn vô thường và bất toàn, bất toại, bất trắc, bất tường trong từng giây phút. Cả hai pháp môn samatha và vipassana đều được xếp chung vào một để được gọi là những gì cần được phát triển tu dưỡng để người ta có thể từng bước lìa bỏ cảm thức thấp kém của mình. Không có định học, tức không có Samatha, thì tuệ học dựa vào đâu để có mặt? Không có tuệ học, tức gì Vipassana, thì làm sao người ta có thể hiểu được thế giới này là gì để nhàm chán và lìa bỏ nó, không tiếp tục có mặt ở đây nữa qua sự tác động của hai thứ phiền não, thích và ghét còn thích và ghét năm dục thì còn quẩn quanh trong các quải dục còn thích trong các cảnh thiền thì còn lăn trôi trong các cảnh phạm thiên cái nào cũng là quải sanh tử sư lược về kỹ thuật tu tập samatha đối tượng tập chú của hành giả samatha là những hình ảnh giả định dụng không có thật về bản chất nhưng được mọi người mặc định là có thật như màu sắc vốn là những thứ không có thật trên bản thể mà chỉ có trên quan niệm trong 40 đề mục tức đối tượng tập trung tư tưởng của pháp môn samatha chỉ có một ít là có bản thể chân đế tức những gì có thật không do giả định như các pháp thường niệm hay đề mục tứ đại ở đây chúng được xem là những đối tượng để tập trung tư tưởng chứ không phải để được quan sát qua bản chất danh sắc sinh động như khi là đề mục vipassana tu tập samatha là để có được khả năng định tâm qua hai trình độ cận định và kiên cố định cái trước là giai đoạn bắt đầu cho cái sau và hành giả chỉ có thể cắt đứt phiền não bằng sức mạnh định tâm của trình độ kiên cố định tối thiểu là sơ thiền chỉ có 28 trong 40 đề mục Samatha là có thể dẫn đến kiên cố định ngoài ra chỉ dẫn đến cận định mà thôi trong 28 đề mục ấy được xem là căn bản và phổ biến nhất chỉ có 11 thứ là đề mục hơi thở và 10 đề mục Kashina đất, nước, lửa, gió thuộc tục địa xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng cũng đều là tục đế. Các đề mục thường niệm trong pháp môn thiền chỉ tuy là cảnh chân đế nhưng trong trường hợp tu tập Samatha thì chúng chỉ là đối tượng để tập trung tư tưởng và không thể dẫn đến các tầng kiên cố định từ sơ thiền trở lên là bởi vì chúng là những đề tài suy tư sâu sắc không đơn giản như một phiến đất hay thau nước đầy mục hoặc hơi thở ra vào. Chẳng hạn như khi tập chú vào đức lành của Phật, hành giả suy niệm về từng ân đức của Ngài rồi so sánh với chính mình để từ đó tâm được khinh an, yên tĩnh. Thế Tôn là vị A-La-Hán xứng đáng được cúng dường trong khi mình còn đủ các phiền não và không phải đối tượng khả kính như Ngài. Ở đây tôi muốn nói thêm rằng phương pháp lần chuỗi tuyệt đối không thể dùng được trong việc tu tập thiền định nói chung. Bởi chỉ riêng trong việc niệm Phật thì nếu chỉ chú tâm vào chuỗi thì đâu còn gọi là niệm Phật. Còn nếu chú tâm vào ân đức Phật thì sau chuỗi kia lúc này có ý nghĩa gì? Kỹ thuật tu tập Samatha ở đây tôi chỉ đặc biệt nói đến 11 đề mục phổ biến nhất của Samatha là 10 Kasina và hơi thở. Người muốn tu tập Samatha hay Vipassana trước hết phải có giới hạnh thanh tịnh. Nếu không thì niệm hay định không thể có được. Đó là lý do trong kinh mới dạy rằng giới hạnh là giải pháp cho trạo hối. Giới thanh tịnh giúp hành giả được bình tâm dễ có khi nàng phỉ lạc dầu là tăng hay tục khi nhìn lại giới hạnh thanh tịnh của mình cũng đều có được sự an lòng như một người sống giữa một bức tường bảo vệ có an lạc với chính mình thì ta mới có thể dễ dàng tập trung tư tưởng rất nhiều người có ý xem thường tác dụng của giới hạnh vì tự nghĩ mình không làm điều ác gì to tác vài ba vụ vi phạm giới hạnh thì có gì đáng kể đâu. Nhưng thật ra, đối với một người sống tĩnh tâm thì một chút lấm nhơ trong giới hạnh cũng đủ khiến ta trở nên bồn chồn, ấy nấy, bức rứt mà nhiều khi chính mình không tìm ra lý do. Chính giới hạnh thanh tịnh giúp hành giả tránh được những sợ hãi vô cớ khi đối diện với tâm mình hay khi sống cô độc ở nơi thanh vắng muốn nấu cho xong một nồi cơm thì người ta phải cần đến những chuẩn bị tối thiểu như gạo, nước, củi, lò thì nói gì là công phu tu tập thiền định những chuẩn bị tâm lý còn nhiều hơn thế nữa Theo sứ giải chỉ trừ trường hợp hết sức đặc biệt hầu hết chúng ta muốn có được tình trạng tâm lý ổn định và minh mẫn thì cả thân và tâm đều phải được giữ vệ sinh đúng mức. Hành giả phải quan tâm việc tắm rửa và y phục sạch sẽ. Bên cạnh một nếp sống giới hạnh, không có gì để mình phải tự trách. Điều thứ hai, theo kinh nghiệm của các thiền sư, cứ mỗi lần bắt đầu thiền hành hay tỏa thiền, hành giả nên phát nguyện cúng dường thân mạng cho Đức Phật. Việc đó có ý nghĩa rất lớn. Hành giả sau đó như được sống trong sự hỗ trì của Đức Phật và không còn phải nghĩ về tấm thân mình như là một vật sở hữu. Bởi lúc này nó đã là một món lễ vật đã được hiến cúng cho Thế Tùng. Trước khi bắt đầu giới công phu tu tập thiền định, hành giả nên tự xét mình có làm gì lầm lỗi hay mạo phạm, dầu vô tình hay hữu ý. Đối với một người khả kính nào đó, quanh mình hay không? Đó là cha mẹ, thầy tổ hay một cao nhân sống cạnh mình. Ngay khi nhận ra một lỗi nhỏ cần sám hối thì hành giả nên lập tức giải quyết cho xong. Đề một hơi thở Hơi thở ra vào thì có cả ngày Trong từng giây và ở bất cứ nơi đâu Đây là một đề mục tí nhất trong các đề mục thu nhưng là thu nhất trong các đề mục tế. Hơi thở là vô hình, vô tướng nên được gọi là tế. Nhưng ta có thể biết nó qua sự tiếp xúc với làn da và có thể phát hiện nó ở mũi hoặc môi. Hơi thở là sát pháp. Nhưng khi tu tập đến nó, ta cũng cần đến sự tinh tế bén nhạy gần giống như đối với đề mục danh pháp. Đề mục hơi thở có thể dẫn đến bốn tầng thiền soát giới, có nghĩa là ta chỉ cần tu tập đề mục này có thể chứng đắc toàn bộ các tầng thiền đáo đại gồm cả sát giới và vô sát giới bồ tát tất đạt đã nhờ vào đề mục hơi thở mà chứng đắc cả thiền định và đạo quả như đã nói cả ngày và đêm ta không thể nào sống thiếu hơi thở chính hơi thở làm nên đời sống của ta tỉnh thức trong từng hơi thở có nghĩa là ta đã sống một cách rốt ráo nhất. Điểm khác biệt giữa thánh và phàm có nhiều cách nói. Nhưng cách nói đơn giản nhất chính là thánh nhân có thể tỉnh thức trong từng hơi thở, còn phàm phu thì không. Dĩ nhiên, dù ta có nỗ lực đến mấy mà thiếu duyên lành ba la mật, thì công phu tu tập cũng không thể dẫn đến cứu cánh cao nhất. Nhưng dựa vào đâu để ta biết mình không đủ ba la mật, nên cách tốt nhất nỗ lực hết mình. Hành trình tu tập của Bồ Tát Tất Đạt là một kinh nghiệm rõ ràng nhất về trường hợp chỉ dùng đề một hơi thở để tu tập cả Samatha lẫn Vipassana. Từ đề một hơi thở, Ngài chứng đắc các tầng thiền và từ đây Ngài chứng đắc Phật quả. Từ thị lúc tu tập Samatha rất là quan trọng có những đề mục như hơi thở chẳng hạn thì ta bắt buộc phải chọn lấy tư thế nằm hoặc ngồi vì trong điều kiện cơ thể đó ta mới có thể toàn tâm, toàn ý tập chú vào hơi thở mà không phải bận tâm trong việc điều động cơ bắp để giữ thăng bằng hay phải ngó trước trong sau. Đây chính là lý do tại sao Đức Phật đã dạy rất rõ từ thế tọa thiền trong lúc tu tập đề mục hơi thở đó là hành giả phải ngồi xếp bằng giữ lưng thật thẳng tư thế ngồi giúp thân ta được ổn định không chao lắc và không phải tốn sức kèm giữ oai nghi với người dễ buồn ngủ thì tư thế ngồi tốt hơn nằm và nam hành giả nên ngồi kiết già xếp hai chân còn nữ hành giả chỉ nên ngồi bán già xếp một chân nhưng nam nữ gì cũng phải luôn ngồi thẳng lưng Lưng thẳng sẽ giúp ta ngồi lâu hơn và tránh được những tổn thương cột sống. Tình trạng thường thấy ở người ngồi khom lưng, lưng thẳng chưa đủ, cổ phải kiên định, mặt hướng thẳng về phía trước, không để đầu nghiêng hay cúi gục. Để theo dõi hơi thở, hành giả phải chú ý đến lỗ mũi hay môi trên, chỗ hơi thở tiếp xúc với da. Nên nhớ ta phải để hơi thở vào ra tự nhiên, không cố gắng điều khiển nó. Ta chỉ chú ý vào nó mà thôi. Có một số thiền sư đề nghị hành giả buổi đầu nên thở mạnh và nhanh. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân không được nhắc đến trong kinh điển. Vì cách thở đó rất dễ khiến ta trở nên mỏi mệt. Nhớ giữ chánh niệm nhưng chỉ để duy trì định tâm. Nếu chỉ niệm thuần túy thì sẽ thành với Bát Na không còn là Samatha nữa và phải thở thật nhẹ nhàng với tâm thanh thản không để mình phải tu thiền Duy bất cứ một áp lực nào của thân hay tâm. Hơi thở trong buổi đầu sư cư mới tu tập thì gọi là hơi thở trong dạng sư tướng. Hơi thở lúc này vẫn còn là cảnh xúc tức đối tượng vật chất hay cảnh sắc pháp. Khi khả năng định tâm của hành giả dưỡng mạnh và tinh tế hơn nữa, thì cảnh hơi thở sẽ trở thành một ấn tượng trong tâm thức, thuật ngữ gọi là nhiếp tướng. Nó đã thành ra cảnh danh pháp. Tiếp theo, cảnh nhiếp tướng sẽ dần dần không còn là luồng hơi nữa, mà trong nhận thức của hành giả, nó giống như một làn khói, hoặc một chuỗi ngọc trai, một tia ánh sáng, hoặc một trái cầu nhỏ trên chót mũi, dần dần. Những hình ảnh này ở mỗi người mỗi khác. Chúng là biến tướng của hơi thở lúc đầu và bây giờ được gọi tên bằng thuật ngữ tự tướng mà chữ dịch xưa giờ là quan tướng. Dù thật ra, chữ Bati ở đây có nghĩa là cái thầy thị. Cái tương đương, cái gì đó giống nhưng khác và ngó khác nhưng cũng là cái cũ. Khi tâm tập trung vào hơi thở qua từng giai đoạn như vừa nói, thì những trở ngại tinh thần như tham dục, bất mãn, lười biếng, bồn chồn, hoang mang cũng sẽ được kiềm chế, không cho có mặt. Trong tình trạng tâm lý như vậy, năm yếu tố tâm lý cần thiết cho thiền định buổi đầu sẽ lộ diện rõ ràng hơn. Đó là khả năng hướng tâm vào đối tượng, gọi là tầm thứ hai là khả năng dán tôm vào cảnh gọi là tứ từ hai khả năng này tâm hành giả không còn bị trôi nổi mà chỉ còn có một đối tượng duy nhất để nhận biết nên điều tự nhiên là tâm sẽ được thoải mái thanh thản hơn thuật ngữ gọi tình trạng này là hỷ và lạc với sự hỗ trợ của hỷ lạc khả năng tập trung tư tưởng của hành giả sẽ hơn hẳn trước kia đủ sức trấn áp năm triền cái không cho chúng xuất hiện. Khả năng này gọi là định. Định này chính là sơ thiền. Người đắc sơ thiền không còn sự thích thú hay bất mãn trong năm trần cảnh vật chất. Ở trình độ sơ thiền, hành giả không còn cảm giác buồn ngủ hay lười biếng cũng không còn cảm giác bồn chồn trạo hối và không còn thắc mắc gì về pháp môn mình đang tu tập tức nghi hoặc vị biết rõ chính đề một hơi thở đã đưa mình đến trạng thái này biết rõ trạng thái vắng mặt của năm triền cái biết rõ với sự có mặt của năm chi thiền và tin chắc rằng mình hiện đã lìa bỏ sự ám ảnh của năm dục không bao giờ có chuyện ai đó đắc thiền mà còn đam mê thích thú trong năm dục cảnh giới của các dục và sơ thiền được ngăn đôi bởi dòng sông chi thiền muốn qua được bờ kia thì ta phải lìa bỏ được bờ này. Không lìa bỏ được tham dục thì không thể nào đắc thiền được. Nên chính Đức Phật cũng đã xác định rằng sư thiền trước tiên phải là sự lìa bỏ năm dục và lìa bỏ các pháp bất thiện mà ở đây là các triền cái còn lại. Nên nhớ sân tâm trong năm triền cái còn bao gồm cả tật đố và bón sẻn dụng thuộc nhóm sân phần và tạm thời hành giả cũng phải lìa bỏ cả sự chiêu mạng thuộc nhóm tham phần. Điều tất nhiên sẽ xảy ra là khi tâm vắng mặt phiền não thì tự nhiên hành giả sẽ được hỷ lạc. Chính hỷ lạc là nền tảng cho khả năng định tâm tốt hơn. Chỉ có hành giả tu chứng đến chỗ này mới hiểu được rằng trên đời này còn có một thứ hạnh phúc không đến từ sự hưởng thụ năm dục mà chỉ có được từ việc lìa bỏ thứ hạnh phúc thấp kém kia. Nhiều người cứ nghe nói đến Rahana là cứ liên tưởng đến việc phi hành, tức bay hay quá hiện này nọ. Thật ra, nói trên chữ nghĩa hay tác dụng của thiền định thì không có cái gì liên hệ đến những khả năng đó cả. Chữ Rahana có hai nghĩa là sự thiều đốt hoặc sự tập trung tư tưởng. Người đắc thiền trước hết phải thiêu cháy năm triền cái và nhờ vậy khả năng tập trung tư tưởng vào đề mục sẽ được triệt để hơn khi đắc lên tầng nhị thiền hai tâm sở tầm và tứ sẽ không còn nữa bởi với trình độ này hành giả chỉ cần hỷ lạc định không cần đến sự hỗ trợ của hai tâm sở tầm và tứ tầng tam thiền chỉ còn lạc và định ở tầng tứ thiền thì lạc sẽ được thấy chỗ bằng xã nghĩa là càng lên cao thì cảnh càng di tế dần nên tâm cũng di tế theo không còn cần đến những công cụ hỗ trợ phức tạp như trước đây nữa bây giờ trở lại vấn đề hiện thông để có thể thực hiện các phép lạ như đi xuyên đất đi trên nước trong lửa hay trên không trung hoặc quá hiện này nọ thì điều kiện đầu tiên là hành giả phải chứng được tứ thiền với tâm lực cỡ dậy hành giả mới có thể cưỡng lại được những quy luật thiên nhiên thường thấy như từ tính hay hấp lực để có thể đi trên nước mà không bị chìm đi xuyên đất không bị ngăn trở đi trên không trung mà không bị rớt xuống bằng vào sức mạnh của tứ thiền được tu tập từ đề mục nào đó Hành giả phải tốn ít thời gian Lâu mau tùy người Để lấy 10 kasina làm đề mục Sau đó mới có thể có thần thông như ý muốn Samatha ở người cầu đạo giải thoát Chính là định học trong tam học Có định mới có tuệ Có tuệ mới có giải thoát Nhưng với năng lực của Samatha Từ sơ thiền trở lên Hành giả có thể sống an lạc Trong cả thân lẫn tâm đó là lý do vì sao trong kinh đã mô tả đời sống của đức phật hầu như an lạc toàn phần người tu phật phải luôn nhớ rằng samatha chỉ thật sự có ý nghĩa khi làm nền tảng cho vipassana những gì ngoài ra chỉ là thứ phụ ngoài tác dụng hiện tại lạc trú và làm nền tảng cho tuệ quán một hành giả samatha đã chứng tối thiểu sư thiền nếu vẫn giữ được cho đến lúc tắt thở, không làm mất tầng thiền đã chứng, thì sẽ sanh về một quái phạm thiên nào đó, tương ứng với tầng thiền cao nhất mà mình đã chứng.